Nam Đăng Quang tại cuộc thi nhảy Đông Nam Á đạt 19 trên 20 điểm, vượt qua 14 nhóm nhảy xuất sắc nhất các nước Đông Nam Á. Nhóm nhảy Lyricist của Việt Nam đã đoạt ngôi vị quán quân với màn trình diễn đặc biệt mang thông điệp sống là chính mình. Đây là lần đầu tiên sau 8 mùa, quán quân của cuộc thi Super 24 là một nhóm nhảy đến từ Việt Nam. Đây cũng là mùa thi đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 73 nhóm đăng ký vòng loại. Ra đời vào năm 2012, cuộc thi Super 24 được phát triển để xây dựng cộng đồng yêu nhảy múa ở các đội cấp tiểu học trung học và đại học. Chính phủ Singapore đã hợp tác với Old School để tổ chức cuộc thi này nhằm duy trì văn hóa của Singapore thông qua nghệ thuật biểu diễn, nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện thi đấu vũ đạo được mong đợi nhất Singapore và khu vực Đông Nam Á. Từ ý tưởng, mục tiêu ban đầu là mong muốn thúc đẩy sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần đồng đội thông qua vũ điệu dành cho các nhóm nhảy Singapore. Đến nay quy mô của Super 24 đã mở rộng phạm vi ra cả khu vực Đông Nam Á. Để đủ điều kiện tham dự tranh tài tại Super 24, mỗi đội phải tập hợp 24 vũ công dưới 35 tuổi, đang hoạt động trong cùng một quốc gia. Ở mỗi màn thi đấu, 24 thành viên cùng trình diễn trên sàn đấu bốn mặt có kích thước 8 x 8m. Trong thời gian 90 giây, các nhóm chinh phục khán giả và ban giám khảo bằng tinh thần đồng đội, sự kết hợp khéo léo cũng như khả năng biểu diễn sáng tạo.